ăn manh nè, anh có vui không? Anh vui. Anh vui mà sao có mặt anh buồn dữ vậy? Em đến thăm anh dù không đón mời, vì anh quá nghèo đâu dám hờ môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gặp gần qua đói quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Thank you.
cuộc sống im đềm hạnh phúc. Cha mẹ em chỉ mong sao cho con cái được yên bề duyên nợ, chứ đâu cần chi chọn rể đừng có.